quý vị, bản tin Hoa Kỳ nối tiếp cho biết giám đốc điều hành công ty Facebook gặp giới lập pháp Hoa Kỳ trước khi điều trần. Giám đốc điều hành công ty Facebook là Mark Zuckerberg sẽ có cuộc họp với một số nhà lập pháp Hoa Kỳ ngày 9 tháng 4, một ngày trước khi ông xuất hiện tại phiên điều trần của Quốc hội Hoa Kỳ về việc một công ty tư vấn đã sử dụng dữ liệu của người dùng Facebook. Theo hãng tin Reuters cho biết, thì cuộc họp giữa ông chủ Facebook và các nhà lập pháp Hoa Kỳ dự kiến diễn ra tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội. Vào chiều ngày 9 tháng 4, với sự tham dự của một số nhà lập pháp thuộc các ủy ban mà ông Zuckerberg sắp điều trần. Dự kiến vào ngày 10 tháng 4, ông Zuckerberg sẽ điều trần trước một ủy ban hỗn hợp gồm có ủy ban tư pháp, ủy ban thương mại của Thượng viện và ủy ban năng lượng và thương mại của Hạ viện. Vào tháng trước, giới lập pháp Hoa Kỳ chính thức yêu cầu ông Zuckerberg phải giải thích trước Quốc hội lý do vì sao mà dữ liệu của hàng chục triệu người dùng Facebook rơi vào tay công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica của Anh. Thưa quý vị, Hoa Kỳ tiết lộ Bắc Hàn sẵn sàng thảo luận phi hạt nhân hóa với Mỹ. Bình Nhưỡng lần đầu tiên nói với Washington rằng họ sẵn sàng thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên khi lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tháng tới. Gần đây, các quan chức Hoa Kỳ và Bắc Hàn đã có những cuộc tiếp xúc bí mật, trong đó Bình Nhưỡng trực tiếp khẳng định sẽ sẵn sàng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh chưa có tiền lệ. Một quan chức Hoa Kỳ yêu cầu không nêu tên nói với hãng thông tin Reuters. Quan chức Hoa Kỳ cho biết, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao đổi với phía Triều Tiên thông qua phái đoàn của quốc gia Bắc Hàn ở Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, các viên chức tình báo hai bên cũng liên lạc với nhau bằng một kênh riêng, cũng theo hãng tin Reuters. Cho đến nay, thì Triều Tiên vẫn chưa công khai xác nhận thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh này. Trong khi đó, thì phía Mỹ nói rằng cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 5. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin về địa điểm của cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên. Quan chức Hoa Kỳ từ chối tiết lộ thời gian đã diễn ra cuộc trao đổi giữa hai bên, nhưng nói rằng hai bên đã tổ chức nhiều cuộc liên lạc trực tiếp. Một dân biểu Hoa Kỳ rút súng đã nạp đạn trong cuộc họp. Nhằm chứng minh súng lục không phải là nguồn gốc gây ra bạo lực, một dân biểu đã rút khẩu súng lục được nạp đạn trong cuộc họp với các nhà hoạt động về kiểm soát súng đạn. Phát biểu với báo The Post and Courier, dân biểu Ralph Norman thuộc Đảng Cộng Hòa từ tiểu bang South Carolina cho biết ông đã rút khẩu súng ngắn và đặt lên bàn nhằm gửi đi thông điệp rằng súng chỉ thực sự nguy hiểm khi rơi vào tay nhầm đối tượng. Theo ông, việc cựu dân biểu tiểu bang Arizona Gabby Giffords bị bắn trong một buổi gặp gỡ tương tự vào năm 2011 là do không trang bị vũ khí đầy đủ. Ông cho rằng, để bảo vệ người dân và trẻ em, Quốc hội cần nghiêm túc trong việc thông qua dự luật súng đạn một cách an toàn hơn. Dân biểu Norman cũng nhấn mạnh sức khỏe tâm thần và thiếu đạo đức mới là nguyên nhân chính dẫn đến vấn nạn hiện nay. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy càng ngày càng có nhiều người Hoa Kỳ ủng hộ luật kiểm súng nghiêm ngặt và thắt chặt các biện pháp kiểm tra lý lịch người mua súng. Thưa quý vị, Canada sẽ điều tra Facebook vụ bê bối chia sẻ dữ liệu với Cambridge Analytica. Cơ mật viên Canada, một cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân cho biết, sẽ phối hợp với chính quyền tỉnh British Columbia mở cuộc điều tra chung về Facebook và công ty dữ liệu Aggregate IQ liên quan đến những vụ bê bối chia sẻ dữ liệu của Facebook. Cuộc điều tra chung sẽ giúp mở rộng thêm phạm vi của hai cuộc điều tra khác đang được tiến hành, trong đó phần lớn tập trung vào những nghi vấn vi phạm về các quy tắc quyền riêng tư của liên bang và cấp tỉnh. Canada đã mở cuộc điều tra đối với Facebook hồi tháng 3, sau khi tờ New York Times và Observer của Anh Quốc đưa tin về việc công ty phân tích và tư vấn chính trị Analytica có trụ sở tại Anh Quốc thu thập dữ liệu trái phép của 87 triệu người sử dụng Facebook. Trong số này có hơn 600.000 người Canada. Bản tin đời sống nối tiếp cho biết, nhà đấu giá Sotheby's chuẩn bị rao bán viên kim cương xanh 300 năm tuổi. Một viên kim cương màu xanh lam quý giá với cân nặng 6.1 carat theo dự trù sẽ được công ty Sotheby's mà rao bán đấu giá vào tháng 5 sắp tới đây. Viên đá quý này có niên đại 300 năm tuổi và từng được khai quật tại Ấn Độ. Nó được đặt tên là Furnace Blue Diamond, đồng thời từng thuộc quyền sở hữu của nữ hoàng Tây Ban Nha vào năm 1715, khi bà kết hôn với quốc vương Philip V với hình dáng giống như là quả lê. Viên đá quý Furnace Blue Diamond là món trang sức nổi bật nhất tại phiên bán đấu giá Magnificent Jewels vốn sẽ được tổ chức tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ. Các chuyên gia ước tính viên đá sẽ được bán ra với giá trên 5 triệu Mỹ Kim. Kim cương xanh Furnace Blue Diamond sẽ được đấu giá vào ngày 15 tháng 5. Thưa quý vị, những điều cần biết về chứng bệnh tự kỷ nhân dịp Autism Awareness Month. Hơn 3 triệu người Hoa Kỳ hiện đang phải đối mặt với chứng bệnh tự kỷ.
Đây là lý do tại sao tháng 4 được chọn là tháng Autism Awareness Month, nhằm mục đích nâng cao nhận thức ở người thân về những vấn đề xoay quanh căn bệnh tự kỷ, cũng như giúp cho họ sống với hội chứng này. Autism Awareness Month đã được Hiệp hội Bệnh tự kỷ Hoa Kỳ sáng lập. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết, bệnh tự kỷ thường xảy ra nhiều gấp 5 lần ở các bé trai. Hiện tại vẫn chưa có phương pháp nào có thể chẩn đoán bệnh này. Do đó, việc phòng bệnh từ ban đầu và điều trị sớm sẽ giúp có ích cho rất nhiều những tiến trình phát triển ở trẻ em mắc bệnh tự kỷ. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, Hải Bình và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.